Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Lâu lâu mình bổ sung canxi cho gia đình bằng sườn. Hầm sườn thì mình hầm cho nó mềm để dễ ăn, trong nhà ai ăn cũng được. Nó ra nước ngọt nó sẽ thấm vào trong bầu, ăn rất là ngọt. Vị ngọt cũng thanh, dễ chịu lắm. Mời các bạn cùng vào bếp theo dõi mình làm món này. Để nấu món này thì mình có ở đây là 350g sườn. Sườn cây á các bạn, cái phần này là phần sụn ở dưới cây này. Mình sẽ chặt ra những cái miếng như thế này. Để sườn sau khi mình chặt xong, bỏ vào đây một xíu muối, khoảng 1 phần 2 thìa cà phê muối. Nước mình nấu sôi, chế vào cho ngập sườn. Sau đó mình trộn lên. Mình trụng qua nước sôi như thế này, chần qua nước sôi với muối như thế này. Bây giờ mình đi vớt sườn ra. Vớt sườn ra thì mình đem rửa sạch lại với nước lạnh. Mình chẻ củ hành ra. Sau đó xắt hành tím ra. Hành và ớt mình đã xắt nhỏ ra. Ướp sườn thì mình bỏ 1 phần 2 thìa cà phê bột canh, 1 phần 2 thìa ăn canh hạt nêm, 1 phần 2 thìa ăn canh đường, một xíu siêu bột ngọt, 1 phần 2 thìa cà phê tiêu. Sườn thì nó hợp với nước mắm cho nên mình bỏ thêm vào đây. 1 thìa nước mắm ngon. Cái thìa này nó ít hơn thìa ăn canh á. Nó bằng khoảng 2 phần 3 thìa ăn canh nước mắm ngon. Mình trộn đều để cho gia vị nó thấm sâu vào trong sườn thì mình ướp ở đây và đi chuẩn bị bầu. Mình có một quả bầu và bây giờ mình sẽ đi gọt bỏ, xét ra những cái miếng vừa ăn để nấu canh. Bầu rất là non các bạn. Bầu mình gọt bỏ xong thì mình rửa qua cho nó đỡ nhớt nha các bạn. Khi mình cắt ra mình gọt bỏ nó sẽ ra một cái lượng giống như là mủ của quả bầu hay sao á, nó rất là trơn, rất là nhớt. Rồi cái mình mới đi rửa qua cho nó sạch sẽ. Đây, bầu để nấu với canh xương thì mình đừng có cắt nhỏ như là bầu nấu canh tôm nha. Chỗ nào hư thì mình bỏ đi. Chỗ nào không hư thì mình nấu nha. Mình sẽ cắt miếng bầu lớn lớn. Mình đã cắt xong bầu. Bây giờ mình vào bếp để nấu canh. Cắt một cái son lên bếp. Và mình chế nước vào trong son. Mình dùng nước mình đã nấu rồi nè các bạn. Ăn 2 tô canh thì bỏ 2 tô nước. Ăn bao nhiêu thì bỏ bấy nhiêu. Nấu cho phần nước này sôi lên. Sau đó mình bỏ sườn vào. Nước sôi thì mình mang toàn bộ cái sườn mà mình ướp này bỏ vào nha các bạn. Bỏ hết cái sườn vào. Nước sôi mình sẽ vớt cái bọt này. Thơm lắm các bạn. Sườn mình ướp đơn giản thế thôi nhưng mà mùi bay lên rất là thơm. Bây giờ mình hạ lửa để nó sôi liu riu như thế này khoảng 30 phút để cho xương mềm và ra hết nước ngọt. Ngon các bạn. Sườn nó ra nước ngọt nè. Nãy giờ được 10 phút rồi các bạn. Mình để thêm khoảng 20 phút nữa nha. Cho sườn nó mềm ra. Sườn nó ra nước ngọt. Bổ dưỡng ghê lắm. Lâu lâu ăn sườn bổ sung canxi cho cơ thể nha các bạn. Sau 20 đến 25 phút thì mình tiếp tục bỏ bầu vào. Mình hầm khoảng 15 phút để cho nước xương nó thấm vào trong bầu. Đó, hành lá xét khúc, ngò cũng xét khúc ra và vài khoanh ớt. Đây các bạn, mình đã nấu xong canh rồi nè.
Đây, sườn mình hầm nè. Sườn rục ra ngon không? Đó. Mình hầm sườn như thế này để nó ra nước ngọt mà mình ăn cũng ngon nữa các bạn, gặm nó cũng rục ra dễ gặm nữa. Đó. Đây bầu nè. Bầu chín. Đó, thấm nước ngọt rất là ngon. Nước rất là ngọt các bạn. Đó. Lâu lâu mình bổ sung canxi cho gia đình bằng sườn nha các bạn. Hầm sườn thì mình hầm cho nó mềm để dễ ăn, trong nhà ai ăn cũng được. Nó ra nước ngọt, nó sẽ thấm vào trong bầu, ăn rất là ngọt, vị ngọt cũng thanh, dễ chịu lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình vào bếp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.